Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá gạo ngày 26 tháng 9 năm 2022, thị trường sôi động phiên đầu tuần. Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ổn định, thị trường giao dịch sôi động phiên đầu tuần. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu tiếp tục ổn định. Hiện gạo 5% tấm là 400 đô, gạo 25% tấm là 378 đô và 100% tấm là 383 đô. Các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết giá lúa tươi chất lượng cao như giống OM18 đang có giá từ 6.700 đến 6.800, còn giá gạo lứt OM18 vào khoảng 9.200 đồng. Giá lúa gạo trong nước tăng là do tác động từ việc Ấn Độ áp 20% thuế xuất khẩu gạo trắng các loại và cấm xuất khẩu gạo tấm, đã để giá lúa gạo không chỉ của Việt Nam mà các nước xuất khẩu gạo khác như Thái Lan đều tăng. Tuy giá gạo Việt Nam đã tăng nhưng vẫn ở mức trung bình thấp so với mức xuất khẩu gạo trước đây. Vào năm 2019-2020, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đã là 520 cho đến 530 đô trên tấn, so với giá gạo hiện nay thì vẫn còn rẻ hơn khoảng 60 đô trên tấn. Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm hôm nay như sau: gạo IR 50404 nguyên liệu 8.500 đến 8.600, thành phẩm 9.100 đến 9.200. OM5451 nguyên liệu là 8.500 đến 8.650 đồng. Thành phẩm là 9.400 đến 9.600. Gạo OM18 nguyên liệu là 8.700 đến 8.800. Thành phẩm là 9.400 đến 9.500 đồng. Gạo đầy thơm 8 nguyên liệu là 8.700 đến 8.800. Gạo thành phẩm là 9.450 đồng đến 9.650 đồng. Giá phụ cập phẩm hôm nay, tấm IR 504 ở mức 8.600 và cám khô là từ 8.250 cho đến 8.300 đồng. Tại chợ lẻ, giá gạo cụ thể như sau: gạo thơm Jasmine 14 đến 15.000 đồng, nếp ruột 14 đến 15.000 đồng, gạo thường 11.500 đồng đến 12.500 đồng, gạo nàng nhan 20.000 đồng, gạo thơm Thái hạt dài 18 cho tới 19.000 đồng, gạo hương lài 19.000, gạo trắng thông dụng 14.000, nàng qua 17.500 đồng, gạo sóc thường 14.000 đồng, gạo sóc Thái 18.000 đồng, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng, gạo Nhật 20.000 đồng. Giá bán tại chợ Thị Nghè, thành phố Hồ Chí Minh như sau: gạo ST25 ruộng tôm 27.000 đồng, gạo lứt huyết rồng 26.000 đồng, gạo Campuchia 22.000 đồng, gạo hương lài 17.500 đồng, gạo nàng hoa Gò Công 19.000 đồng, gạo nàng thơm chợ Đào 20.000 đồng, gạo thơm Nhật 15.000 đồng, gạo Tài Nguyên chợ Đào 20.000 đồng, gạo Lài Miên 23.000 đồng, nếp ngỗng 20.000 đồng, nếp bắc 28.000 đồng. Bà con lưu ý, giá tham khảo có thể chênh lệch tùy theo khu vực nữa nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Bà con hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều nội dung khác. Hãy nhấn nút thích video nếu như thấy video này hữu ích cho bà con. Và cảm ơn bà con rất nhiều đã ủng hộ kênh Nhà Nông Miền Tây. Xin kính chúc bà con nhiều sức khỏe. Kính chào và hẹn gặp lại.